Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BNTV 57.3. Hôm nay là thứ Hai, ngày 9 tháng 7 năm 2012. Xuân Phương cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức thế giới trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Kính thưa quý vị, đặc sứ Kofi Annan gặp Tổng thống Bashar al-Assad tên từ Damascus. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đã đàm phán với Tổng thống Bashar al-Assad sau khi ông này đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng do Hoa Kỳ yểm trợ thành phần khủng bố tại Syria nên đã làm bế tắc chương trình hòa bình giúp chấm dứt 16 tháng đổ máu. Trả lời phỏng vấn của cơ quan thông tấn ARD của Đức trong ngày thứ Năm tuần trước, ông al-Assad đã lên án Ả Rập Saudi, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp vũ khí để cho loạn quân lật đổ ông ta. Ông Annan đã tới Damascus trong ngày hôm qua và tạm trú tại khách sạn Damahos là nơi phái bộ quan sát đình chiến của Liên Hiệp Quốc dùng làm trụ sở. Phái bộ đã ngừng công tác vì tình trạng bạo động gia tăng nhưng vẫn còn ở lại Damascus. Sau khi gặp Tổng thống Bashar al-Assad, ông đặc sứ Kofi Annan đã nói với báo chí rằng ông ta đã nhấn mạnh tới sự quan trọng của đối thoại chính trị và đã được ông al-Assad chấp thuận. Phát ngôn viên ông Ahmed Fauzi diễn tả cuộc họp rất tích cực và ông Annan sẽ đi sang Iran vào chiều nay. Iran là một trong vài nước đồng minh thân cận của chế độ Bashar al-Assad sau khi bị quốc tế cô lập vì đàn áp dân chúng trong nước. Cuộc đàn áp của chế độ đối với cuộc nổi dậy của dân chúng Syria từ tháng 3 năm ngoái đến nay đã làm ít nhất 15.000 người thiệt mạng. Theo chương trình hòa bình của ông Kofi Annan đã được chế độ chấp nhận, đình chiến đã có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4, nhưng từ ngày này tới nay, bạo động còn gia tăng hơn tại Syria. Phe đối lập cho rằng, ông Bashar al-Assad đã dùng chương trình này để mua thời gian, tàn sát những người chống đối trong nước. Quân đội Syria tiếp tục tấn công các thành phố. Bạo động tiếp tục diễn ra tại Syria. Một trang mạng cho biết trong ngày hôm qua đã có khoảng 100 thường dân bị tử thương. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria nói rằng trong ngày Chủ nhật có 30 người chết vì đạn pháo kích của quân đội. Những đoạn video được đưa lên một trang mạng xã hội cho thấy quận Zuhat al-Shaya của thành phố Homs đang bị pháo kích. Một đoạn video khác cho thấy một chiếc xe tăng đậu trên một nơi cao và bắn xuống một vùng cư dân ở thị trấn Hula. Một đoạn video khác cho thấy một chiếc trực thăng đang bay trên thị trấn Mahaba thuộc tỉnh Deraa và bắn xuống thị trấn này. Tổng thống Ai Cập triệu tập quốc hội tin từ Cairo. Người dân Ai Cập trong sáng ngày hôm nay đã ngạc nhiên sau khi tân tổng thống ra lệnh cho quốc hội đã bị hội đồng quân lực giải tán, nhóm họp lại. Quân đội đã điều hành quốc gia sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, đã tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống. Các cuộc bầu cử được coi là dân chủ, tự do, nhưng trước khi trao quyền cho tổng thống đắc cử, quân đội đã giải tán quốc hội để nắm giữ quyền lập pháp và cũng đã ban hành một sắc lệnh giới hạn quyền lực của tổng thống. Phong trào huynh đệ Hồi giáo chiếm đa số trong quốc hội đã bị giải tán. Quyết định của ông Morsi đã được đưa ra chỉ trên một tuần lễ sau khi nhậm chức, cho thấy sự tranh giành quyền lực giữa giới tướng lãnh và phong trào huynh đệ Hồi giáo đang bắt đầu. Một người cư dân ở Cairo nói quân đội giải tán quốc hội vì thi hành phán quyết của tối cao pháp viện để chứng tỏ là một nước thượng tôn pháp luật. Nếu không đồng ý với phán quyết, có thể bác bỏ hay chống án, nhưng không thể hành động như Tổng thống Morsi đã làm. Tuy nhiên, người dân tập trung tại quảng trường Tahrir, nơi từng diễn ra các cuộc biểu tình lật đổ ông Hosni Mubarak, đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Morsi. Ông Hossam Abbas nói đây là một quyết định phản ánh tinh thần của dân chủ, của cách mạng, của những người tranh đấu tại quảng trường. Có thể coi là một phần trong nỗ lực phục hồi quyền hạn của Tổng thống. Ông Ahmed Moslem nói 30 triệu cử tri Ai Cập đã bầu quốc hội. Quốc hội này không thể để cho những thẩm phán do ông Mubarak chỉ định giải tán. Qua sắc lệnh, Tổng thống Morsi kêu gọi quốc hội nhóm họp trong thời gian 60 ngày để soạn thảo và chấp nhận bản hiến pháp mới. Sắc lệnh của Tổng thống Morsi đã nằm ngoài sự dự đoán của giới tướng lãnh trao quyền cho ông Morsi trong ngày 30 tháng 6. Hội đồng quân lực đã triệu tập một phiên họp khẩn và một viên tướng đã nói rằng các tướng lãnh đã không nhận được thông báo trước về sắc lệnh của Tổng thống Morsi.
tướng Khaku Ladik ra tòa án The Hague trở lại, tên từ The Hague. Tòa án The Hague đã mở lại phiên tòa xét xử ông Khaku Ladik sau khi tuyên bố đình hoãn trong tháng trước. Ông Khaku Ladik, nguyên chỉ huy trưởng quân đội Bosnia Serb, đã bị bắt trong tháng 5 năm 2011 sau 16 năm tại đào. Ông ta bị truy tố tội tàn sát người Hồi giáo tại Srebrenica trong năm 1995 và đã bao vây thành phố Sarajevo trong thời gian chiến tranh Bosnia từ năm 1992 đến năm 1995, làm ít nhất 10.000 người chết. Vụ tàn sát 8.000 người đàn ông Hồi giáo tại Srebrenica được diễn tả là cuộc tàn sát tàn bạo nhất tại châu Âu sau đệ nhị thế chiến. Khoảng 15.000 người Hồi giáo đã trốn trong rừng, nhưng quân đội Serb đã pháo kích và giả dạng quân nhân gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, lừa họ ra khỏi nơi ẩn núp để tàn sát. Ông Ladik hiện nay đã 70 tuổi, đã bị truy tố trong năm 1995, cùng với ông Hadovan Karadzic là nhà lãnh đạo chính trị Bosnia Serb. Tổng thống Slobodan Milosevic của Serbia đã bị bắt trong năm 1999 và tòa án The Hague đã xét xử từ năm 2001, nhưng ông đã mất trong năm 2006 trước khi tòa án tuyên phán quyết. Thi hài những người bị tàn sát tại Srebrenica đã được tìm thấy trong 54 ngôi mộ tập thể. Ông Ladik đã bị bắt tại một vùng thôn quê ở miền Bắc Serbia trong tình trạng nghèo khó và sức khỏe yếu kém. Ông ta vừa được giải phẫu và trong các phiên tòa sơ thẩm cho thấy ông ta đã lẩn thẩn. Tòa án hình sự quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh năm 4 đã được thiết lập trong năm 1993. Trong thời gian này, quân đội của ông Ladik đã kiểm soát 70% lãnh thổ Bosnia. Nước Nga làm lễ tưởng niệm các nạn nhân lũ lụt, tin từ Mạc Tư Khoa. Ngày hôm nay, nước Nga làm lễ để tưởng niệm 171 người đã bị chết trong trận lũ lụt tại vùng Krasnodar và 14 người hành hương bị chết trong một tai nạn xe bus tại Ukraine. Đa số các nạn nhân lũ lụt là những người dân trong thị trấn Krems nằm gần Hắc Hải. Thủ đô Mạc Tư Khoa và các thành phố khác trong nước đều treo cờ giữa cột trong sáng ngày hôm nay. Nhiều người Nga đã cho rằng trận lũ lụt làm cho quá nhiều người chết, nói lên sự thiếu trách nhiệm của các chính quyền địa phương. Bà Nina Kakashvili nói Nga có cơ quan phòng vệ dân sự, có cơ quan báo động, thường có mở các cuộc thực tập nhưng không đem lại kết quả nào. Người dân trước thiên tai chỉ trông vào sự may mắn của mình, nhưng may mắn đã không đến. Bộ Nội vụ cho biết một lượng nước mưa tương đương với lượng nước mưa trung bình cho 2 tháng đã trút xuống vùng Krasnodar chỉ trong vòng vài giờ trong đêm thứ Sáu. Hầu hết những người bị thiệt mạng là những người già đã không biết tới tình trạng mưa to khi đang ngủ. Vùng Krasnodar là vùng nông nghiệp trù phú có nhiều du khách. Hải cảng Novorossiysk là một trong những hải cảng xuất cảng dầu thô và ngũ cốc đã phải đóng cửa và mới bắt đầu bơm dầu lên tàu trong ngày hôm qua. Giới chức Nga đã tổng kết có 171 người chết trong cuối ngày Chủ nhật. Trong khi vùng Krasnodar vẫn còn mưa trong ngày hôm nay, thì thị trấn Khimsky đã có ánh sáng mặt trời. Thị trấn Poznan có 57.000 dân, là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Chính quyền đã phân phát cho mỗi người dân 10.000 rúp và hứa hẹn sẽ trợ cấp thêm. Tại Mạc Tư Khoa, người dân đang tìm cách để cứu giúp các nạn nhân. Ngày hôm qua, họ đã bắt đầu đem thực phẩm, nước uống, quần áo tới các trung tâm cứu trợ nhân đạo để giúp cho dân chúng trong vùng ngập lụt Krasnodar. Ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin đã bị chỉ trích là đã có phản ứng chậm chạp đối với tình trạng. Ông đã bay đến vùng Krasnodar và ra lệnh điều tra để biết chính quyền có chuẩn bị để đề phòng thiên tai hay không và việc chính quyền địa phương cho xả nước một hồ dự trữ gần thị trấn Krimsky. Báo chí Hy Lạp bày tỏ quan điểm đối với cuộc họp tại Brussels, tin từ Athens. Báo chí Hy Lạp trong sáng ngày hôm nay đưa lên các trang đầu, các tựa đề nêu lên áp lực của những người cho vay tiền đối với việc gia hạn cải cách sau khi Quốc hội bỏ phiếu tín tưởng và mọi sự chú tâm hiện giờ đang hướng tới cuộc hội nghị tại Brussels của các nước thuộc khối đồng Euro. Tờ báo Elef de Hostipos đăng tựa đề Bồ Tam và áp lực với chính phủ Hy Lạp. Tờ báo Tania đăng tựa đề Đòi hỏi của Bồ Tam và tiền lương.
Tân chính phủ Hy Lạp do đảng Bảo thủ dẫn đầu đã được Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm trong đêm hôm qua, nhưng đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục các nước Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế cho Hy Lạp được nhiều thời gian hơn để đạt các mục tiêu tài chính đã được cam kết để vay tiền cứu nguy. Một viên chức của Liên Âu đã tuyên bố Hy Lạp phải đạt các mục tiêu cải cách trước khi có thể nhận thêm tiền cho vay, cho dù chính phủ sẽ hết tiền trong cuối tháng này. Trong ngày thứ Bảy, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp ông Stournaras nói rằng Hy Lạp phải quay trở lại thi hành những điều kiện đòi hỏi trong chương trình cứu nguy, và khi chương trình tiến hành tốt đẹp, đáp ứng được các mục tiêu thì mới có thể tái đàm phán. Hy Lạp muốn gia hạn thêm thời gian 2 năm để đạt các mục tiêu tài chính do Bộ Tam đòi hỏi, bởi vì những biện pháp kiềm ước đã làm cho nền kinh tế nước này suy thoái nhanh chóng. Chính phủ Hy Lạp đang gặp áp lực rất lớn của dân chúng trong nước. Mặc dù chính phủ liên kết Hy Lạp chỉ muốn tu chỉnh chương trình cải cách kinh tế, nới lỏng những điều kiện đính kèm theo số tiền cho vay, cho phép Hy Lạp có thể giảm thuế, ngưng sa thải công chức, kéo dài thời gian trợ cấp cho người thất nghiệp. Nhưng mong muốn gia hạn này đang gặp sự chống đối mạnh mẽ từ phía của Đức, là quốc gia đóng góp tiền nhiều nhất. Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Lao động Hy Lạp, ông Nikos Nikolopoulos đã tuyên bố từ chức. Ông nêu lý do đưa ra quyết định này là vì chính phủ không cương quyết đủ trong việc thúc đẩy Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế thay đổi các điều kiện cho vay mượn. Tin tức từ chức này là một thất bại đối với liên minh do đảng Bảo thủ dẫn đầu. Một quan chức của Bộ Lao động xác nhận vị thứ trưởng đã đệ đơn từ chức, nhưng các quan chức chính phủ không thể xác nhận là đơn này đã được chấp nhận hay chưa. Có 3 người bị bò húc trong hội đua bò San Fermin, tin từ Pamplona. Hội đua bò San Fermin ở thành phố Pamplona trong sáng ngày hôm nay đã có 3 người bị bò húc, gồm 2 người Anh Quốc và 1 người Hoa Kỳ. Cuộc đua vào sáng nay kéo dài 3 phút và 32 giây. Một nguồn tin của chính phủ cho biết có tất cả 7 người bị thương. San Fermin được coi là vị thánh của thành phố Pamplona, và lễ hội San Fermin mỗi năm thu hút hàng chục ngàn du khách từ các nơi ở Tây Ban Nha và ngoại quốc muốn tìm sự kích thích mạnh. Rượu vang và khăn đỏ là biểu tượng của lễ hội San Fermin, kéo dài một tuần lễ, sẽ chấm dứt vào ngày 14 tháng 7. Khoảng 20.000 người đã chạy đua với bò trong lễ San Fermin năm ngoái. Một nửa trong số này là người Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc Đài Lợi. Mỗi năm trung bình có 200 người bị thương, đa số bị thương vì té ngã. Những kẻ không may mắn bị bò húc thường bị thương nặng, và cũng từng có người chết. Con số người chết từ năm 1924 đến nay là 15 người. Vừa rồi là phần tin thế giới trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Xin quý vị đừng rời màn hình. Sau một vài thông tin thương mại, Xuân Phương sẽ trở lại với phần tin Á Châu.